là sân bay quốc tế Đà Nẵng nha các bạn. Hôm nay thì sắp mưa bão rồi nên là tất cả chuyến bay đã bị hoãn và không được bay nên sân bay rất là trống. Mình đang đi từ nhà giữ xe của nhà ga vào khu vực sân chính của sân bay. Xem thiết kế sân bay rất là đẹp, rất là vắng luôn. Đó là nhà ga T1, là nhà ga sân bay quốc tế. Nhà ga T2 là sẽ là anh cháu quốc nội các bạn. Quay bán mì phẩm rất là đẹp. Nó sẽ rất là thành là quốc tế mà chúng ta trước các bạn. Đây là cái cây bẫy khi quay. Rồi, nên mình đeo giao chìa khóa nên là rồi, tạm biệt các bạn nha.